trên ngai Đức Vua sẽ phán lời. Hỡi những ai được Cha ta chúc lành, hãy tiến vào hưởng bình phúc trời cao đã sẵn dành thời đất trời tạo thành. Vì khi xưa ta đói rét bơ vơ, nơi lang thang vô bờ, thân đói ăn hay muốn trọ trong nhà, người đã chờ tiếp ta. Khi ôm đau tù đầy, người viếng thăm thương ngày là đã làm cho chính ta. Khi Vua Trời ngự tới trong vinh quang, theo sau có một thiên thần gieo vang khúc ca khai hoàn vạn vật tuế. Vua Trời cao trên cõi hiên vương rực rỡ hơn bình minh. Khi Vua Trời ngự chiêm dê khai xiêm hai bề, người bất chính bên trái Đức Vua, người công chính bên phải Đức đất trời tạo thành. Vì khi xưa ta đói rét bơ vơ, nơi lang thang vô bờ, thân đói ăn hay muốn trọ trong nhà, người hân hờ với ta. Khi ôm đau tù đầy, người lãnh xa từ ngày mà đã làm cho chính ta. Khi Trời ngự tới trong vinh quang, theo sau có một thiên thần gieo vang khúc ca khai hoàn vạn vạn tuế. Vua Trời cao rực rỡ hơn bình minh. Khi Vua Trời ngự tới trong vinh quang, muôn dân khắp nơi quy chiêm dê khai xiêm hai bề, người bất chính bên trái Đức Vua, người công chính bên phải Đức ngày phụ giúp con.
chính uy danh. Qua vực thăm tối mù tựa âm ti, sợ gì vì Chúa cùng đi. Nhờ cây con của Chúa vượt bước thăng trầm, lòng này vững già an tâm. Chúa chính là một từ, là một từ gắn sắt con, nên con chẳng sợ chi, chẳng sợ chi không thiếu gì. Chúa đã thương dọn tiệc chiêu đãi con, cao lương ở trước đôi phương. Trên đỉnh đầu con còn ngào ngạt hương, vì Ngài đã sức giàu thơm. Ngài yêu thương nuôi dưỡng, gìn giữ an toàn, đầy tràn chén rượu hân hoan. Chúa chính là một từ, là một từ gắn sắt con, nên con chẳng sợ chi, chẳng sợ chi không thiếu gì. Chúa rất mực từ nhân, giàu xót thương, ban ân rộng rãi muôn phương. Ôi tình Ngài bao tròn cuộc đời con, chẳng mòn và mãi nồng son. Lòng con luôn mong ước được sống lâu dài ở nhà Chúa trời hôm mai. Chúa chính là một từ,